Trong phòng chờ, huấn luyện viên Minh Tú đã có màn thử thách độ kiên nhẫn của các thành viên đội đỏ. Hãy cùng xem 4 thí sinh xuất sắc của đội đỏ sẽ phản ứng như thế nào trước màn kịch hấp dẫn của Minh Tú và 2 thí sinh còn lại của đội xanh đã được an toàn trong tập này. Thua rồi, sao chẳng buồn vậy? Không muốn đâu buồn. Mình đã thi hết mình rồi, công kết quả cái đâu tới. Tìm Minh Tú mà. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Nói chuyện gì cũng phải vui. Không có cánh cửa nào thì mình đập cửa sổ. Đúng không Mỹ Kỳ? Dạ đúng chị ạ. À, em là một nhân tố bí ẩn. Em không đẹp như chính bạn thí sinh còn lại, nhưng em có điều đặc biệt khá nổi trội hơn chính bạn thí sinh làm được. Một nhiệm vụ của một beauty queen là chúng ta phải lan tỏa được cái trách nhiệm đến với cộng đồng. Và ngày hôm nay lớp học này mang đến cho các bạn một sự đặc biệt, đó chính là những vị khách mời sẽ giúp đỡ cho các bạn để có một cái dự án cộng đồng tốt nhất. Nếu như dự án của các bạn thật sự xuất sắc, họ sẽ đồng hành với các bạn ngay sau khi chương trình này kết thúc để thực hiện dự án đó. Dự án của em là muốn kêu gọi để giúp đỡ cho những chị em cộng đồng LGBT mà lớn tuổi á. Tại vì biết sao, giống như là em coi trên những clip YouTube đó, em thấy có mấy chị mà cộng đồng LGBT bệnh tật nè, gia đình cũng khó khăn, rồi nhiều khi mình không đủ tiền để mà trang trải cuộc sống. Sau chương trình này em có thể liên lạc với chị trực tiếp. Và chị sẽ là người định hướng và tư vấn cho em. Em đang có một cái lợi thế hơn những người khác, đó là em đang bán cá viên chiên và em đang rất là nổi. Thì tại sao mình không dùng cái đó, mình mở rộng nó lên, mình giúp được rất nhiều người trong cộng đồng LGBT có công ăn việc làm. Em đang phải tập với lại cái dụng cụ nông cây á, làm mạnh tay thì em đã bị băng huyết rất là nhiều, máu chảy rất là nhiều, thì em phải lấy bông gòn em nhét vô, nhưng mà máu quá nhiều nó phải trồi ngược ra thì em phải đi nhập viện. Còn rất nhiều trường hợp khác như là bị bít đường tiểu nè, hay là bị nhiễm khuẩn, hay là còn những cái chỉ thừa còn lại sót. Em muốn là có một cái phòng khám sức khỏe cho các bạn sau khi chuyển giới. Người chuyển giới họ không phải ai cũng có điều kiện để làm bệnh viện lớn, thẳng thắn là như vậy. Mọi người mổ những cái bệnh viện chui cũng có, mổ những cái bệnh viện giá rẻ cũng có. Chiếc xe đó, màu đó, và chữ đó, và thương hiệu đó, và trên cả nước Việt Nam thì lúc đó có khi một cái thương hiệu đó thành cái thương hiệu cả triệu triệu đô. Các bạn trong trường á quăng em vào đống lửa. Vào năm lớp 7 em đã nghỉ học, em phải mất một thời gian rất là dài để em học lại. Chúng ta muốn mọi người công nhận mình thì trước tiên chúng ta phải tôn trọng cái hình ảnh của mình, và cái hình ảnh chung của cộng đồng LGBT làm nổi mình nó khác với làm lố. Ok, nhớ điều đó thường xuyên đi nhé.